Một lần nữa chúng ta đến với đội hình xuất phát của hai đội ở trận đấu ngày hôm nay. Quả của các cầu thủ Đăng Long bây giờ, Nguyễn Thành Đạt thực hiện quả quá tuyệt vời. Vũ Vinh thực hiện pha ném bóng vào cửa của mình rất chính xác, mang về thêm 2 điểm cho đội chủ nhà. Đây là Nguyễn Xuân Quân. Xuân Quân đang rất cố gắng và đây là tình huống ghi điểm thành công của Zen Quan Hiu. Họ vẫn đang thiếu thì một trong những cầu thủ rất quan trọng ở đội hình của mình đó là Justin Dương ở hiệp đấu đầu tiên. Một pha cướp bóng của Richard Nguyễn. À, đáng tin đã có một pha bay và ấp đổ một tay nhưng không thành công, quá đáng tin. Tavario ấp đổ quá tuyệt vời là Nguyễn Thế Dương, thành công rất tốt của Dennis. Trong đây đến một pha block thành công và đó tiếp theo là tình huống ghi điểm của Huỳnh Minh Quang, giữ vị trí của mình nhưng anh đang đã có pha đặt pha quá tuyệt vời. Được và thưởng thức những pha bóng rất đẹp mắt của cả hai đội. Tăng Khoa là lên rổ quá ngọt ngào, rất nhẹ nhàng. Richard bỏ kim bảng, trả bóng cho Dennis, ấp rổ một tay quá tuyệt vời. Khi chơi áp sát và tranh cướp bóng, Trần Đăng Khoa đã steal bóng thành công. Một pha phối hợp đẳng cấp kinh điển của các cầu thủ sẽ cùng hết. Đó là ba đánh ra thành công của Huỳnh Minh Quang. Năm trận đấu xuất từ đầu trận đấu cho đến thời điểm này, pha ghi điểm của Trần Nguyễn, không có Trần Đăng Khoa. Hai điểm cho Jay Quang Hiếu. Thời gian trên bảng điện tử lúc này chỉ còn khoảng 40 giây mà thôi.